Dạ đúng rồi, em nhớ nó nằm đó. Nó nằm ở trong này. Xin chào cả nhà, hôm nay Sen có bán cho bạn của Sen một chú chó Pichon. Rất là dễ thương và thông minh luôn đó cả nhà. Bây giờ bạn của Sen nhờ Sen đi mua hạt giùm nó nè. Và mua cho bé cái niệm với pate và men tiêu hóa. Thêm cái chén và cái bình uống nước nữa. Mua không đủ nó nhờ mình lên Shopee mua giùm nữa. Trời ơi, con Summer nó to. Bữa hổm con nít nhỏ đó. Vậy con nhỏ rồi đó, bữa hổm con trong kia bự chà bá luôn. Chắc nó hiền ha. Dễ thương quá. Hiền khô à. Thấy à, ở trong chuồng ngoan vậy thôi. Quậy bà cố luôn. Quậy dữ trời. Sẵn xuống đây rồi á, Sen mua cho Tiểu Bạch 2 viên thuốc sổ dung. Ở nhà hôm nay đùi gà hết rồi cho nên là Sen với cha của Sen đi mua 15kg đùi gà nè. Mấy hôm nay Cà Mau mưa lắm luôn á cả nhà. Thấy trời mưa quá cho nên là chạy thẳng về nhà luôn, không có đưa bọc đồ cho cha của nhỏ bạn. Đi đây, bắt bà ở nhà nha, bye bye nha. Thôi đi đón chó mới về rồi, bye. Bé bụng chưa? Bụng chưa? Con nhỏ bạn nó cũng không xa cho nên là đi nhận cúm về rồi ghé ngang đưa đồ và đưa cuốn cho chú luôn. Dạ đúng rồi, nhớ nó nằm đó. Nó nằm ở trong cái này. Nó để cho nằm luôn cô. Để dạ. Không phải là cờ để hồi con chỉ cho nó giữa. Trời quá đưa vô. Cái này con này nó hơn 5 ngày mới tắm được. Dạ. Cho bây giờ là cho nó pha nước đường cho nó uống. Nó đi đường xa pha nước đường cho nó uống cái. Pha đường xa cho uống rồi khỏi cho ăn à. Dạ, mà 30 phút sau mới cho ăn. 30 phút sau. Dạ. Mình không biết có pha đường mình ha. Pha nước nóng rồi. Dạ. Cái chân này nó đẹp lắm á cả nhà. Nhưng mà tại vì á mấy ngày nó không có được tắm cho nên là nó dơ nó xấu á. Nha. Dễ ăn dưới như bà vậy đi. Tôi là dễ ăn dưới. Trời ơi, đã giờ tôi thấy nước kìa. Uống nước nóng rồi. Đã uống nước đường. Nước đường. Vậy sao? Uống chút nước đường ngay rồi nhưng mà... Cho nó khỏe. Khỏe rồi chút khá cho ăn. Chẳng biết sao mà nó về nhà mà nó khôn. Nó đi theo chủ nó suốt luôn á cả nhà. Chú đi đâu rồi nó đi theo đó đó. Bim bim. Trời ơi, bởi làm ông làm biến không kìa. Bim bim qua đây. Bim bim, hello bim bim. Ngồi nằm nè. Nằm đây đảo. Ôi trời đảo ta. Ủa mày sung sướng hơn mấy con chó tao chậm nữa. Chó nằm nữa. Chó này nằm bằng cái gì? Dạ nó nằm dưới đất không à. Dạ. Nó sợ nóng. Sen đã hướng dẫn cho chú nuôi Bim Bim rồi. Chậm biết con Bim Bim rất là khôn luôn. Con cuốn mà ai thương nó là nó biết hết nha cả nhà. Nó không đeo theo mẹ của nhỏ bạn nha, mà nó đeo theo cha của nhỏ bạn thôi. Nhỏ bạn nó gửi qua cho Sen mà dễ thương quá trời. Con nhỏ bạn nó sợ cha mẹ nó buồn á, cho nên là mua con Pichon này về. Bây giờ ổng cưng nó còn hơn cưng trứng nữa. Ổng đi đâu rồi nó đi đó đó. Chấm em. Tự nhiên đi. Thôi thì video của Sen đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video sắp tới. Đừng quên like và chia sẻ, đăng ký kênh để Sen có động lực cho nhiều video. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ đừng bỏ qua quảng cáo nha. Cảm ơn nhiều.